Phần 7. Bị bắt. Tôi chen vào cổng chính cùng đám hành khách vội vã tất bật. Đứng ở phòng đợi tạm thời, tôi quan sát thể thức soát vé và cách di chuyển của hành khách. Cổng số 1 có toán tuần tiễu của bộ đội Việt Cộng đang kiểm soát, xét giấy tờ. Cổng số 2 và 3 hoạt động bình thường. Hành khách khiêng vác hành lý qua cổng, đưa vé cho nhân viên bấm lỗ và đi qua. Tôi lợi dụng giây phút hỗn độn chen chúc đi vào. Chẳng biết Sang đã vào chưa. Nhân viên kiểm soát quá bận rộn, họ chỉ kịp cầm vé bấm lỗ trả lại và không hề nhìn mặt hành khách. Tôi lọt qua cổng dễ dàng. Hình ảnh cô bé Việt Kiều ở chợ và lời đe dọa vừa lướt qua trong đầu. Tôi mỉm cười với ý nghĩ chế giễu ngạo mạn. Đi được 20 thước, tôi chợt nghe tiếng gọi và tiếng chân nặng nề vội vã đuổi theo. Xốp xốp! Dù không biết tiếng Khmer, tôi cũng đoán được ý nghĩa của nó là stop stop. Trong một thoáng phân tích, tôi có ngay quyết định, dù tên công an chạy theo hỏi giấy tờ, một người khác hay là đuổi theo tôi vẫn phớt tỉnh ăn lê, vẫn tiếp tục đi. Sự bình thản, sự bình tĩnh trong cuộc đời, qua những kinh nghiệm, nhiều lúc đã hóa giải sự nghi ngờ và giúp tôi qua mặt an toàn những nguy hiểm. Sự bình tĩnh giờ phút này không đạt được kết quả bởi vì tên công an đã bắt kịp, nắm lấy cổ áo tôi, nhìn tôi trừng trừng và quát tháo, la lối bằng thứ ngôn ngữ khó hiểu. Tôi mỉm cười nhún vai, đưa cái vé đã bấm lỗ cho anh ta xem, rồi bỏ đi không thèm nói một lời. Bởi vì tôi có biết tiếng Khmer nào đâu mà để nói. Y lại đuổi theo tôi, móc khẩu súng côn, lận trong bụng, chĩa ngay vào mặt tôi, miệng nói, tay cầm súng vẫy vẫy về phía phòng an ninh nằm bên phải. Biết không thể làm gì khác được trong một khu vực phòng thủ chặt chẽ, tôi lại mỉm cười nhún vai và tuân theo lệnh áp giải. Thượng đế ơi, ngài thật trớ trêu, ngài đã giúp tôi vượt khỏi nhà tù A30, giúp tôi ra vào an toàn trong cuộc đột nhập phi trường Tân Sơn Nhất, giúp tôi đi qua một chặng đường gian nan vất vả, giờ này lại để tôi bị bắt một cách lãng nhách tại đây. Tại sao tôi đã không chọn đường đi bộ thay vì xe lửa? Thật là một giải pháp nhầm lẫn. Có phải vì tôi ngại đường xa, ngại nhọc nhằn? Có phải vì tôi muốn chọn con đường vượt biên nhàn hạ nhanh chóng? Tôi chẳng thấy buồn, tôi chẳng thấy lo, tôi tự nhủ thầm, âu cũng là số mệnh. Những ý nghĩ miên man chấm dứt khi văn phòng thẩm vấn xuất hiện với vẻ nghiêm trọng đặc biệt. Tên trưởng phòng an ninh đang ngồi chễm chệ trên ghế. Sau khi trao đổi ý kiến, y hỏi tôi bằng tiếng Việt lơ lớ. Có biết tiếng Miên không? Tôi lắc đầu, y chỉ tay về phía phải ra lệnh. Quay mặt vào tường, cởi hết áo quần ra. Tôi mở nút, cởi áo, quần và ngần ngại lưỡng lự với chiếc quần lót cuối cùng. Cởi ra luôn, y quát lớn. Tôi đứng tồng ngồng như nhộng, ngoài kia thiên hạ vẫn còn đi vào tấp nập. Bức tường dưới cửa sổ đã che đậy phần thân thể trần tục của tôi. Tôi liếc xem coi chúng làm gì, phải bái phục cái nghề khám xét của họ. Tất cả áo quần đều bị lộn trái, cái túi nhỏ khâu kín đáo trong ống chân quần để giấu sấp bản đồ cắt nhỏ, gọn gàng, giờ nằm tinh hênh trơ trẽn. Mấy chục đồng ren đổi từ Sài Gòn được giấu kín, chỉ để sử dụng trong những trường hợp khẩn cấp nguy nan. May khéo léo trong lưng quần cũng không thoát khỏi bàn tay điêu luyện. Đồ trong túi sách đổ ra nằm ngổn ngang trên bàn. Đi đâu? Muốn làm gì đây? Tên trưởng phòng gằn từng tiếng trước sự thật phũ phàng, trước những bằng chứng hiển nhiên, bản đồ, địa bàn, lương thực. Tôi chẳng cần rườm rà rông dài để trần tình. Tôi đi vượt biên. Tôi đáp trỏng và ngắn gọn. À, y cười một cách thông khoái, nét mặt rạng rỡ hẳn lên. Có lẽ trong cuộc đời thẩm vấn, chưa bao giờ y thành công nhanh như thế. Chưa bao giờ y gặp một người bị thẩm vấn thành thật một cách kỳ cục như thế. Đó là lý do vì sao y đối xử dễ dãi và dễ tin tôi. Tên tuổi: Hoàng Nhật Tuấn, 33 tuổi. Từ ngày Cộng sản xâm lược miền Nam, cuộc đời thăng trầm cứ bắt buộc, cưỡng ép tôi phải đổi và lấy nhiều tên mới. Ngoài tên cúng cơm Lý Tống, Lê Vạn Tống, tôi còn sử dụng các tên Hoàng Nhật Tuấn, Hoàng Tuân, Lý Tiên Sinh, Anh Lý, Anh Hai, nếu không kể đến các biệt danh Công Tử Nhất Bộ, Thiết Thủ Đa Tình. Gia cảnh thế nào? Trước kia làm giáo sư Anh Văn, sau đi kinh tế mới, đói khổ, bệnh tật. Hai đứa con chết, vợ bỏ đi lấy ba tàu. Buồn quá tôi đi vượt biên để tìm một cuộc sống mới. Tên này ghi chép với vẻ cảm động vì hoàn cảnh bi đát do tôi bịa ra. Tại sao lại có hai khăn cà ma? Đi với ai?
Sang bỏ quên khăn trong túi tôi. Tôi đi một mình, trời lạnh phải dùng thêm một khăn cà ma đắp cho ấm. Khai thật đi, ai dẫn anh đi? Tôi đi một mình, nói láo, làm sao đi một mình được? Có biết ai tên Tống không? Có phải ông Tống dẫn đi không? Tôi thót giật mình, ông trời cũng hay thật. Ông lại phái một tay tên Tống nào xuống Nam Vang này, chuyên môn dẫn người đi vượt biên để kiếm tiền. Và người đó lại trùng tên với tôi. Cái tên ít người Việt Nam nào có, nhưng lại thông dụng với người Tàu. Thì ra các bố an ninh nhà ta chỉ mong tôi khai người dẫn đường để bắt họ chi tiền chuộc người ra mà thôi. Không, tôi đi một mình. Anh xem các đồ dùng của tôi nè. Bản đồ, địa bàn, lương khô, anh có thể suy luận và tin tưởng điều tôi nói. Trong cái thật có cái giả, trong cái giả có cái thật. Nhưng lý luận như vậy là tôi đã lý luận thật và nói thật, mặc dù đã lờ chuyện sang. Trong khi tên trưởng thẩm vấn, tên bắt tôi lại bỏ đi ra ngoài, lùng kiếm những người khả nghi khác. Hỏi cung xong, y cho tôi ngồi nghỉ ở một góc phòng, mặc lại quần áo. Một lát sau, Sang lại lù lù dẫn xác vào. Thật là vỡ nợ. Sang ngạc nhiên nhìn tôi cũng ngạc nhiên nhìn Sang, dùng mắt ra hiệu không quen biết, và tôi ngồi bình thản như chưa từng gặp Sang lần nào trong đời mình. Đi đâu? Làm gì? Tên an ninh hỏi Sang, em lắp bắp trả lời bằng tiếng Miên. Cái tiếng Miên học lóm chưa được sành sỏi, thông thạo. Cuối cùng tên trưởng phòng xen vào thẩm vấn bằng tiếng Việt. Tên gì, mấy tuổi? Tên Sang, 16 tuổi. Đó là dịp đầu tiên tôi biết tên chú bé. Nhà ở đâu, làm gì? Ở Gò Dầu Hạ, chạy xe đạp thồ. Đi đâu? Em đi bắt tăng băng tìm thăm người anh làm bộ đội. Bộ đội hả? Láo khoét. Tên này tiếng Việt cũng ỡ mờ, tưởng Sang khai mình làm bộ đội. Không, anh tôi làm bộ đội ở Bắc Tâm Bang. Thằng này nói láo. Vừa nói, y vừa đánh một bạt tai vào mặt Sang. Em sợ quá, ôm tay tên an ninh vừa khóc vừa năn nỉ. Em nói thật, xin anh thương em, đừng có đánh em. Cái vẻ tội nghiệp, sợ sệt của Sang không làm y xúc động. Trái lại, y càng bực bội hơn, đấm đá, tát lấy tát để. Ngồi nhìn Sang bị đánh, tôi thấy đau xót. Tự trách mình đã dẫn Sang đi, đã mang họa cho chú bé. Sang quỳ xuống, chắp tay lại rối rít. Lại anh thương em nói thật, anh tha cho em. Tên an ninh giọng thêm mấy đạp rồi cho Sang ngồi chung với tôi. Sau khi đó hỏi thêm một vài chi tiết, hai đứa ngồi cùng nhau nhưng không hề nhìn nhau nói với nhau. Cuộc đời ơi, lắm lúc cuộc đời cứ trách con người, sao hay làm mặt lạ với nhau. Nhưng trong trường hợp này chắc chắn không ai khuyên chúng tôi nên làm mặt quen với nhau cả. Tên nói tiếng Miên lại bỏ đi. Tên trưởng phòng mặt hiền dễ chịu, lại nói được tiếng Việt. Tôi mở lời tán tỉnh. Các anh hay thật. Làm sao nhìn chúng tôi mà các anh đoán được chúng tôi là người phi pháp để bắt giữ? Y cười trả lời. Dễ quá, cái tướng của anh phong lưu lại ăn mặc rách rưới tồi tàn làm chúng tôi sinh nghi. Còn thằng nhỏ này, nó đứng lớ ngớ chờ ở toa xe lửa nên tôi tóm luôn. Cái bộ mã của con người cũng thật quan trọng. Vâng. Ngay chính Việt Cộng lúc nào cũng tự cho là hồng và chuyên, là hai yếu tố chính của một cán bộ mẫu mực, mà vẫn còn có ý nghĩ phi công là phải đẹp trai, hào hoa, phong nhã. Vì thế nên khi gặp chính, một phi công chính hiệu con nai vàng nhưng lại xấu trai, nên mỗi lần chính khai lý lịch lại bị họ sỉ vả và cật vấn. Tướng mày mà làm phi công gì? Đồ nói láo! Sau này khi nghe tôi xác nhận chính đúng là phi công cùng không đoàn với tôi, thì đám cán bộ trại mới chịu tin. Những đại tài tử nổi danh, một phần nhờ khả năng diễn xuất, nhưng phần lớn nhờ nghệ thuật hóa trang và kỹ thuật tân tiến của điện ảnh. Đóng một vai sống động ngoài đời trước họng súng, trước những đôi mắt chuyên nghiệp của các tay điều tra, phải thật sự có bản lãnh mới hoàn tất được. Tôi gạ gẫm tên an ninh. Anh thông cảm hoàn cảnh tôi. Nếu anh thả tôi, một ngày nào đó tôi sẽ đền ơn anh. Y đáp. Anh đi thế nào cũng bị bắt lại. Thôi chờ ở đây. Tôi không giao anh cho bộ đội Việt Cộng đâu. Tôi sẽ cho anh ở trại chung với người Khmer. Ở đó dễ chịu, làm việc nhẹ, ăn uống sướng, có tiền thù lao, chỗ ở thoải mái, công trường lao động chứ không phải nhà tù đâu. Sau vài lần thuyết phục, tôi biết được lý do sự thất bại của mình. Trên tuyến đường này, toán an ninh nhiều lần bắt được người vượt biên. Thông thường người dẫn đường chi tiền để chuộc họ. Lâu lâu kiếm được một con mòng ngoèo bụi đời, họ phải giải giao để minh chứng sự hữu hiệu của công tác mình. Điều đó được xác nhận khi một người đàn ông khác bị bắt. Anh ta là một Việt Kiều,
nhưng nói tiếng Miên rành như người bản xứ và có đủ giấy tờ, cũng bị lột áo quần, xét đồ. Đồ đạc đem theo là những vật dụng kỳ lạ, tượng một ông Phật gỗ lớn bằng nắm tay, một ống thuốc lào khắc chạm tỉ mỉ. Cuối cùng, trong ống thuốc lào và trong tượng Phật, họ moi ra được một số dây chuyền bằng vàng, gói từng gói nhỏ. Hai tay an ninh thích thú nhìn nhau mỉm cười. Cuối cùng, người khách lại thu xếp đồ đạc vòng vàng của mình, bỏ vào túi và được thả đi sau khi đút lót một số vàng, khi được dẫn ra ngoài đi tiểu. Tôi nhìn qua cửa sổ, xe lửa bắt đầu hú một hồi còi dài chuẩn bị lên đường. Tôi liên tưởng đến các phim James Bond, các phim gián điệp. Nếu tôi có khả năng võ nghệ cao cường như họ, trong một chớp mắt tôi hạ thủ hai tên gác, lấy hai vé trên bàn, thong dong ra cửa và lên tàu đi tiếp. Tôi tự hứa một ngày nào có dịp thuận tiện, sẽ tìm những dị nhân để luyện thêm võ công mình, để sử dụng trong những hoàn cảnh tương tự. Tàu chuyển bánh, tiếng sục sịch nhanh dần. Những toa tàu lần lượt đi qua và tại một toa tàu cuối, những khẩu đại liên trung liên chĩa nòng ra ngoài với toán lính bảo vệ tàu. Cuộc tiễn đưa thầm lặng với những nuối tiếc, với những đau đớn. Con tàu ơi, ta chẳng có duyên đi cùng một chuyến. Vĩnh biệt, vĩnh biệt. Tôi ngẩn ngơ nhìn theo đến lúc bóng tàu khuất sau những dãy nhà, những lùm cây. Chúng tôi được cho vào một phòng kế cận để nằm nghỉ. Phòng gồm có một dãy giường, bếp nấu ăn và nhiều cánh cửa sổ. Cửa sổ bằng kính, khung gỗ, xoay lên xuống quanh một trục ngang được gài lại và buộc dây thép chắc chắn. Tôi chọn cánh cửa sổ gần bức tường ngăn hai phòng, gần với phòng điều tra nhưng lại che khuất an toàn. Tôi bảo Sang ngồi canh chừng và lén tháo các dây kẽm sắt. Công việc dễ nhưng tiến triển chậm vì tên gác cứ đi ra đi vào kiểm tra. Tôi tháo xong nhưng sự canh chừng thận trọng của tên gác không cho chúng tôi đủ 5 phút để tẩu thoát. Ít nhất cũng phải 5 phút. Tôi tính toán tôi cần thời gian tối thiểu để chui ra và đi trốn một đoạn đường. Tên gác thay phiên đi ăn cơm trưa. Nhìn mặt đặt tên. Câu nói đó nếu đúng cũng chỉ đúng 99% và trường hợp này lại rơi vào 1% ngoại lệ. Tên mặt trắng mới trông vẻ hiền lành dễ chịu nhưng càng lâu càng thấy những nét tàn bạo hung hiểm ẩn tàng. Tên mặt đen ngoại rợ lầm lì nhưng cuối cùng lại chân tình tốt bụng. Tôi linh cảm được tâm trạng anh ta có ý muốn thả chúng tôi nhưng dùng rằng không dám. Tôi giả vờ ra lấy thuốc hút nhưng thực sự là gom bản đồ địa bàn và lương khô đến gần để mang theo khi đi trốn. Thiếu những thứ thiết thân này, sự vượt thoát sẽ gặp nhiều khó khăn về sau. Chàng da đen nằm trên võng ôm đàn guitar nắn nót tập dợt. Tiếng đàn là tiếng báo hiệu tốt nhất về vị trí và hoạt động của đối tượng tôi đang theo dõi canh chừng. Thấy y say mê với khúc nhạc, tôi khom mình thò tay kéo nhẹ túi sách đựng hành trang. Tôi hỏi lại Sang lần cuối, em đã quyết định chắc chắn chưa? Tôi đưa ra hai giải pháp, hoặc tôi sẽ trốn đi một mình. Sang còn nhỏ tuổi, các tên an ninh có thể thương hại thả em, và Sang sẽ kiếm đường trở về Việt Nam, hoặc Sang sẽ theo tôi nếu Sang chấp nhận sự nguy hiểm và gian khổ. Sang gật đầu quả quyết, em đi theo anh. Tôi trườn mình qua ô cửa sổ hẹp vừa mới nâng lên. Khi chân vừa chạm đất, Sang vội truyền xách tay ra cho tôi. Tôi đi rón rén qua một bãi cỏ và chui xuống gầm một xe lửa cũ hư hỏng bỏ hoang gần đó, ngồi lại đợi. Sang vẫn còn lưỡng lự, tôi ra dấu bảo nhanh lên. Đến lúc đó Sang mới quả quyết leo lên, chui ra ngoài. Tôi đã dặn Sang thật kỹ trước khi đi, nhất cử nhất động đều phải bắt chước tôi và làm theo ý tôi. Điều tối kỵ nhất là vội vàng, hốt hoảng, phải bình tĩnh, phải thản nhiên như một người lương thiện, như một người hợp pháp và nếu có thể như một nhân viên có thẩm quyền. Vừa băng qua toa xe lửa định đi về hướng bức tường vắng, cây cối rậm rạp chọn sẵn, tôi chợt phát hiện một cánh cổng có người gác về phía tay phải khoảng 200 thước. Tôi lặng người trong một thoáng bất ngờ, chân vẫn bước đều nhịp thong thả. Chưa kịp báo động thì Sang bỗng hốt hoảng vụt bỏ chạy. Nhiều loạt súng nổ giòn giã, đạn bay vèo vèo trên đầu và trước mặt. Tôi đứng yên tại chỗ vì biết không thể thoát được. Sang cũng đứng khựng lại khi một loạt đạn vừa chém gãy những nhành cây nhỏ sát mặt. Tên an ninh nghe tiếng súng chạy ra, bắt chúng tôi trở lại phòng. Quang cảnh nhà ga xe lửa nhốn nháo, mọi người đổ dồn ra xem mặt chúng tôi trên đoạn đường áp giải. Tên trưởng phòng cũng vừa về tới, ra lệnh trói tay chúng tôi quặt về sau lưng. Y càng lúc càng hung dữ. Những nét hiểm độc gian ác lộ nguyên hình,
qua những nụ cười gằn, qua đôi mắt khát máu thù địch. Còn tên an ninh trái lại vẫn đứng bình thản ngoại cuộc. Hai thanh gỗ nhỏ có gắn hai đầu mũi dây điện được lấy ra. Y bắt đầu gắn điện. Hai tay cầm hai cây gỗ chập lại với nhau. Hai dòng điện chạm nhau xẹt lửa, nổ đôm đốp tung tóe. Y quay lại, dí hai mũi điện vào người Sang. Em rú lớn, toàn thân giãy đành đạch. Sang la hét van lại trong sự kinh hoàng tột cùng. Như một người mất trí, quay cuồng, lăn lộn, gào thét. Tên trưởng phòng bám sát theo em, dí điện vào ngực, vào lưng, vào bụng. Tôi từng nghe kể nhiều chuyện tra tấn bằng điện. Những tội nhân bị tra điện nếu không chết, một phần lớn về sau đều bị tê liệt, mất trí hoặc là bất lực. Tôi từng chứng kiến nhiều kẻ bị điện giật, cháy đen cong queo. Sang vẫn còn la, vẫn còn van lại, tức là chưa có gì nguy hiểm. Tôi nhìn ngọn đèn tờ mờ trên trần nhà, dòng điện thuộc loại yếu 110V. Đang tra tấn Sang, thỉnh thoảng y liếc nhìn tôi xem phản ứng. Tôi vẫn ngồi bình thản như một khán giả xem tuồng, mà Sang và y chỉ là hai kịch sĩ hài hước đang trình diễn. Đã đến phiên tôi, y lừ lừ đi lại, rậm dọa vài cái, quen với phản ứng né tránh và hoảng hốt của Sang. Y thực sự ngạc nhiên khi thấy tôi vẫn ngồi bình thản bất động. Tôi nhìn ngay mặt y lượng giá địch thủ. Y bắt đầu ấn điện vào ngực tôi. Một tia sáng chớp lè trong đầu, một chút rung giật nhẹ của bắp thịt, một chút mồ hôi vã ra, và khó chịu nhất là cảm giác nhột nhạt như bị thọc lét. Tôi gồng người chịu đựng sự nhột nhạt, cái nhột làm người ta muốn cười mà không cười được. Cuộc đấu sức vẫn tiếp tục. Tôi ngồi yên, chịu đựng cực hình tra tấn điện, không đau đớn, không sợ hãi. Y ngạc nhiên và tôi cũng ngạc nhiên. Y ngạc nhiên vì trong cuộc đời tra điện tội nhân, y chưa thấy ai lạ lùng như vậy. Tôi ngạc nhiên vì tra điện chẳng có gì ghê gớm, ngoài những cảm giác khó chịu nhột nhạt mà tôi chưa từng được hưởng. Tôi bỗng có ý nghĩ kỳ cục, biết đâu dòng điện vật lý sẽ tác động dòng nhân điện, sạc thêm cho dòng điện người, và tôi sẽ mạnh mẽ hơn, có nghị lực hơn. Sự thử thách đã đạt đủ yêu cầu của nó. Tên trưởng phòng thấy chán và mệt với trò chơi vô vị của mình, rút nút gắn điện và treo hai cây gỗ lên tường. Tôi lắng nghe những thay đổi trong cơ thể. Bình thường, chẳng có gì khác lạ ngoài một ít mồ hôi rơm rớm trên da thịt. Tình hình căng thẳng đã qua. Một tên ngồi vẩn vơ, một tên ngồi ôm đàn gãy. Sang bỗng lên tiếng. Tôi biết đánh đàn. Có lần trước khi trốn, tên an ninh hỏi, có ai biết đánh đàn không? Muốn đánh đàn hả? Tên an ninh hỏi vặn. Sang gật đầu, tên gác đến mở trói cho Sang. Tôi vừa tức cười, vừa ái ngại trước sáng kiến kỳ lạ này. Sang ôm đàn, bàn tay vụng về, bắt đầu mò mẫm từng sợi dây đàn. Em đàn tệ như một đứa con nít đang nghịch ngợm với đồ chơi, làm y cụt hứng. Tôi cào nhào, đánh đàn như củ cặc, trả lại cho nó đi. Tên trưởng phòng an ninh lấy lại cây đàn và bảo Sang mở trói cho tôi. Giọng y dịu xuống nghe như thật. Thôi, đừng có đi trốn nữa nha, muốn đi vượt biên đó, ngày mốt tôi dẫn đi dùm. Tôi ngạc nhiên vì câu nói khó hiểu, nhưng Sang quả quyết. Người Miên thành thật lắm, họ nói là làm đó chú. Tôi gợi ý, nếu anh giúp tôi, hoặc nếu anh muốn đi vượt biên với tôi, qua Mỹ tôi sẽ đền ơn anh. Ừ, tôi sẽ giúp anh, nhưng anh phải hứa là không trốn nữa. Ngày mốt đó, có chuyến tàu đi bắt tâm bang, Sisophone, tôi sẽ dẫn anh đi. Biết chắc y chỉ nói xạo để giữ chân mình, nhưng trong cảnh tuyệt vọng, con người vẫn bám víu vào những chuyện phi lý để mơ mộng. Tôi tưởng tượng lúc chúng tôi cùng y lên tàu. Một chiếc xe Jeep dân sự chạy lại, một người Miên ăn mặc lịch sự, trí thức đi vào gặp tôi, hỏi chuyện bằng tiếng Anh và tiếng Pháp. Rồi một chiếc xe Jeep nhà binh, một sĩ quan xuống xe và ra lệnh gom trả hết đồ cho chúng tôi. Đủ hết chưa? Y hỏi, nhưng tôi chẳng còn tha thiết với những thứ đồ lỉnh kỉnh. Gật đầu, y ký giấy nhận và dẫn tôi ra xe. Tôi nhìn vào mặt tên trưởng phòng chửi thề, đồ dối trá. Y ngượng xấu hổ quay nhìn hướng khác. Chúng tôi được chở đến dinh thự rộng lớn, nhiều lính Khmer, Heng Samrin vừa chấm dứt trận thể thao, tụ tập quanh chúng tôi với vẻ hiếu kỳ. Tôi nhìn quanh khu vườn, gian nhà dọ xét. Tôi đã tập một thói quen từ lâu. Bất cứ nhà giam nào, bất cứ phòng thẩm vấn nào, vừa bước chân vào, việc đầu tiên là đưa mắt xem những sơ hở, những yếu điểm có thể chạy trốn hoặc là vượt ngục. Nhà tù 7708.
lại bị thẩm vấn cũng chừng đó chuyện. Tôi đã dự trù sẵn những câu trả lời nên vẫn chưa bị lộ tung tích, lại tiếp tục chuyển đi nơi khác. Dọc đường tôi chờ đợi một cơ hội tốt để nhảy xe bỏ chạy, nhưng ý định không thực hiện được. Chúng tôi được đưa đến phòng thẩm vấn nhà tù 7708. Trong thời gian chờ đợi, tôi nằm dài thoải mái dưới đất, nhai lương khô như những kẻ bụi đời. Nhiều bộ đội được dẫn vào và cuối cùng cuộc thẩm tra bắt đầu. Bộ đội Việt Cộng bị bắt thuộc nhiều thành phần, đào ngũ, ăn cướp, ăn trộm hoặc những thành tích bất hảo khác. Tôi đã từng xem nhiều đoạn phim thẩm vấn trong trại tù Cộng sản. Những chuyện phim dựng nên những khuôn mặt gian ác thâm độc của công an cảnh sát ngụy mà các tay đạo diễn và tài tử đã cường điệu quá đáng, nhưng chưa từng thấy cuộn phim nào, tay tài tử nào diễn xuất đặc sắc như là tên cớm Việt Cộng hiện tại. Cái bản mặt vênh váo, cái đôi tay khuỳnh khuỳnh và những màn đấm đá đồng chí đồng giận tận lực. Đủ mẹ, mày muốn chết hả? Láo, có phải mày cùng băng với thằng Bình không? Đủ mẹ, tao mà bắt được thằng khốn nạn đó đó hả? Tao sẽ phanh thây, tao sẽ bắn ngay tại chỗ. Tên điều tra quát tháo luôn mồm. Thì ra Cộng sản không chỉ tàn ác với kẻ thù, họ đối xử đồng chí và kẻ thù bình đẳng trong những lúc cần phải khát máu. Có phải đó là bản chất hay là truyền thống cố hữu của họ? Bắt đầu đến lượt tôi, không biết vì mệt, đau tay chân, vì đấm đá quá nhiều hay vì sắp hết giờ, họ chỉ làm lấy lệ. Thật phí, tôi đã chuẩn bị sẵn cho một trận đòn, cuối cùng vô sự. Chúng tôi xếp hàng một dãy dài đi ra cửa. Đường tối đen như mực, kẻ trước người sau, không thấy rõ nhau. Đoạn đường ngắn nhưng có nhiều tên áp giải. Tên công an điều tra cầm súng chạy tới chạy lui quát tháo. Đứa nào mà ra khỏi hàng ông bắn bỏ. Tôi chẳng thấy được địa hình địa vật chung quanh nên chưa nắm vững tình thế. Định bỏ chạy mà không thấy hướng để chạy. Hai bên có hàng rào kẽm gai không? Sau này khi đã biết rõ địa thế tôi cứ tiếc mãi. Dịp may một lần tôi đã bỏ qua vì đó là tối duy nhất bị cúp điện. Tôi và Sang bị phân tán qua hai phòng riêng rẽ. Vừa vào phòng, tôi đã được đón tiếp nồng hậu. Những tay tù cũ bu quanh hỏi chuyện và xin gói lương khô nhỏ của tôi để liên hoan. Và bọn bốn người xếp sòng ra lệnh, dồn chỗ lại để nhường cho tôi một chỗ thật tốt để nằm. Sau này khi quen với thông lệ chào phòng, tù nào mới vào phòng cũng bị đám tù cũ hù dữ lắm. Tôi bèn hỏi lý do tại sao các chú tù cũ lại tương đối nể nang tôi lúc đầu. Họ bèn trả lời: trông tướng đại ca ngầu lắm, đứa nào mà dám hù. Nhà tù 7708 gồm 3 phòng giam và một phòng kỷ luật, xây bằng bê tông, cửa sắt có gắn kính. Những thanh sắt uốn theo hình trang trí, thay vì song song như những nhà tù thông thường. Thì ra đây là một căn nhà thuộc khu dinh thự cũ của ông Hoàng Sihanouk. Chung quanh có tường bao bọc, tăng cường bằng kẽm gai và tôn. Mỗi phòng ngăn làm 2 buồng, chung một cầu tiêu và một ngọn đèn. Theo lời các tù cũ, 7708 là nhà giam kiên cố nhất so với các nhà tù khác trên lãnh thổ Campuchia. Ở đây có nhiều cách đi trốn, trừ cách phá nhà giam vượt ngục, chưa ai nghĩ đến và dám vượt ngục bằng cách phá nhà giam. Hằng ngày tôi chăm chỉ học tiếng Miên, bộ đội Việt Cộng đa số đều nói được tiếng Miên, có người còn lấy vợ Miên. Những lúc nghỉ mệt, tôi lân la nói chuyện để dò đường tìm cách trốn. Chưa có nhà tù nào gấu như 707. Bộ đội Cộng sản hát nhạc vàng inh ỏi suốt ngày. Họ chửi Cộng sản ngang nhiên thoải mái. Tôi bắt đầu quen với các khuôn mặt mới. Có người đào ngũ chuyên dùng giấy tờ giả, lận súng từ Việt Nam qua biên ăn cướp rồi về Sài Gòn ăn chơi. Có người chuyên đi ăn trộm. Ăn trộm bên này thật dễ. Người Miên họ nhát gan và quý mạng sống hơn vàng. Chỉ cần đột nhập vào nhà, chĩa súng hăm dọa là biết chỗ giấu vàng. Họ hay giấu trong bao gối, giấu dưới giường hay là trong các vật dạng lỉnh kỉnh. Đi vào chẳng ai dám la, dám chống cự, đi ra cũng yên tĩnh, an toàn. Đó là kinh nghiệm của một số bộ đội Việt Cộng. Có bộ đội đã từng bỏ hàng ngũ theo kháng chiến Khmer, bị phục kích bắt lại. Có người từng theo đạo quân đánh sâu vào Thái. Qua những câu chuyện và những lời dò hỏi, tôi nắm được ý niệm căn bản về con đường đi Thái. Nhà tù 7708 cũng như các cơ quan bộ phận khác của Việt Cộng trên lãnh thổ Campuchia đều ăn gạo của Liên Hiệp Quốc viện trợ cho dân Khmer, và còn biết bao nhiêu thứ được chuyển đến đây vì mục đích nhân đạo lại được dùng để nuôi dưỡng một chế độ chủ trương làm những điều vô nhân đạo. Tù 7708 người nào cũng có âm mưu bỏ trốn,
trừ vài người đã chạy trọt, sắp sửa được thả, và một chú bé 13 tuổi. Chú bé một mình lang thang từ Sài Gòn qua Nam Vang, sinh sống bằng nghề đấm bóp, rác hơi quanh nhà ga. Kiếm ăn ngoài xã hội quá khó khăn, chú bé cảm thấy yên tâm khi bị bắt và được làm phụ nhà bếp. Sướng nhà kho, no nhà bếp, chưa kể các dịch vụ mua giùm đồ để kiếm lời. 5-7 hôm lại có một tù đi trốn. Người đầu tiên ở cùng phòng tôi bị sốt nặng. Sau khi y sĩ chẩn bệnh, anh ta được chuyển xuống bệnh viện thành phố và tối hôm đó bệnh nhân biến mất. Kế đến là hai người làm tạp dịch và gánh nước. Trong vài phút lơ đễnh của tên gác, hai người tháo chạy, làm lính gác báo động và tổ chức cuộc bố ráp. Kết quả một người chạy thoát và một người bị bắn chết. Ở nhà tù 7708, tôi được phép làm những công tác lặt vặt bên ngoài vì là tù mới. Mỗi ngày tôi tình nguyện đi đổ thùng phân vào buổi chiều. Mấy chục con người cả ngày đêm đái ỉa trong một cái vại bằng sành dung tích 30 lít. Mỗi lần khiêng thùng phân đầy tràn, nước phân chảy nhễu khắp sàn nhà, văng tung tóe vào người. Chỗ đổ phân ở ngoài hàng rào 20 thước, đổ phân xong được tắm rửa 5-10 phút. Trên đoạn đường ngắn có 3 chỗ có thể bỏ chạy nếu gặp thời cơ: hầm phân, giếng tắm và dãy hàng rào bên hông nhà giam. Bên kia hầm phân là khoảnh vườn cây, sau bức tường thấp là khu nhà dân chúng. Giếng tắm chung quanh có nhiều bờ bụi nhưng bị rào kín bằng kẽm gai. Bên hông nhà phải leo qua một bức tường, răng dây thép gai. Tên gác luôn luôn kè súng đi sát sau lưng hoặc là đứng cách 5-10 thước. Chỉ cần một dịp thuận tiện với 2 phút vô ý của tên gác là phóng chạy liều, một ăn chín thua nếu chấp nhận. Tôi tính một cách khác bất ngờ nhất, nguy hiểm nhất nhưng lại bảo đảm nhất. Có đêm nằm ngủ tôi chợt giật mình thức giấc bởi những tiếng động lạ. Có tiếng giống như là sắt thép bị bẻ, có tiếng giống như là tiếng sấm ầm ì trong cơn chuyển dông, có tiếng không giống tiếng gì. Chẳng biết những tiếng động từ đâu, bởi nguyên nhân nào, nhưng hình như ai cũng quen và xem thường những tiếng động lạ. Ngay cái tiếng đập và quạt mũi cũng có nhiều âm thanh, có người quạt bằng giấy kêu lạch phạch, có người đập mũi bằng miếng cạch tông kêu bì bùng. Tôi lại dùng con rùa đựng nước, có nắp bằng sắt, tiếng kêu chát chúa như tiếng đập búa lò rèn. Có tiếng khua leng keng của những kẻ bị còng. Đêm hỗn loạn và huyên náo bởi đủ thứ tiếng động, và tôi chợt khám phá một điểm yếu bất ngờ của chiếc cửa sổ sắt. Tôi vừa trốn khỏi trại tù A30, bao nhiêu huyền thoại được dựng lên để làm phấn khởi và kích động tinh thần tù binh cùng trại. Tưởng tượng bộ mặt vân váo hớn hở của bọn cai tù A30 khi nghe tin tôi bị bắt lại, và sự hoang mang tuyệt vọng của những tù binh đang hăm hở chuẩn bị vượt ngục. Tôi sẽ nói thế nào với Khảo, đại úy nhảy dù, người đã có lần bày tỏ: không biết hồi này bạn nghĩ gì và tính gì mà âm thầm quá. Bạn có thể cho tôi biết chút ít về dự định của bạn được không? Bạn biết rằng đám tù binh chúng ta giờ này hầu như phân hóa làm hai khối. Khối những người già từ tôi trở lên vì tuổi tác, vì gia đình nên tinh thần sa sút tiêu cực, chỉ còn hy vọng vào khối trẻ. Những thanh niên vẫn còn đầy nhiệt huyết và tinh thần vững mạnh. Và trong giới trẻ, bạn là người được anh em yêu mến trông cậy nhất. Tôi sẽ nói thế nào với Ngọc, đại úy trưởng phòng chiến tranh chính trị sư đoàn 2 không quân, người đã ghé lại Nha Trang nhân đi công tác chạy tù, đã chuyển lại lời của những thanh niên Nha Trang đến tôi. Anh cho chúng tôi gửi lời thăm Lý Tống, nói với Lý Tống là chúng tôi luôn luôn theo dõi tin tức của Lý Tống. Đối với tất cả chúng tôi, Lý Tống xứng đáng là thần tượng của tuổi trẻ Nha Trang. Tôi xúc động đến chảy nước mắt. Tình cảm của anh em thanh niên của những người bạn tù thật quý. Chính họ đã giúp tôi giữ vững tinh thần, và cũng vì họ, vì niềm tin yêu cao quý đó. Tôi sẵn sàng hy sinh để luôn luôn giữ được hình ảnh trong sáng trong tâm hồn và tình cảm anh em. Không, tôi thà chết tại đây, dưới một tên tuổi khác. Tôi không thể nào để bị áp giải về những trại tù cũ ở Việt Nam. Hình ảnh cuộc vượt ngục A30 vẫn còn rờn rợn trong từng cảm giác và hình ảnh những ngày bi đát cuối cùng. Chuẩn bị vượt ngục trại tù 7708. Tôi tìm được điểm yếu khác của cánh cửa sắt do sự tò mò bất ngờ. Ngoài mảnh kính vỡ được thay thế bằng 3 thanh gỗ đóng chéo ngang, hàng ngày các loại canh, cháo và nước thường được truyền qua cửa sổ bằng một máng xối, trừ cơm được đưa vào bằng đường cửa chính. Tại cánh cửa sổ đã xảy ra bao cuộc giành giật cãi vã, kẻ cò kè xin thêm vá cháo,
người nài nỉ thêm chút nước canh. Đặc biệt những tù cựu trào lại chuyển bi đông sắt qua đó xin nước sôi. Có một điểm mà kẻ thường chú ý những điều đặc biệt như tôi bắt buộc phải quan tâm. Ô số 1 và số 2 hoàn toàn giống nhau vì cùng xuất thân từ một lò đúc. Nhưng ô số 1 là ô duy nhất bi đông sắt có thể đút lọt. Tôi giả vờ đứng hít thở như kẻ đang ngộp hơi cần không khí. Nhưng thật ra để quan sát nguyên nhân. Thật bất ngờ khi thấy hai mũi hàn A3 và A4 đã bị hở. Tôi vờ cầm thanh sắt số 1 kéo mạnh vào người như đang tập thể dục thử xem có đủ sức lay chuyển không. Thì thanh sắt rung nhẹ. Tôi trở về chỗ ngồi mừng rõ vì từng học nghề thợ hàn trong 2 tháng. Tôi có thể lường được sức chịu đựng bền bỉ của mỗi mũi hàn. Tôi tính khoảng trống của hình thang M1, M2, M3, M4 bằng cách đến cánh cửa chính ra vào, cũng làm cùng một kiểu mẫu để đo đạc. Từ vòng sắt ở trung tâm đến điểm A, chiều cao khá rộng rãi so với đầu và bề dày của lồng ngực. Bề ngang M1, M2 hẹp hơn bề ngang của vai tôi, nhưng cạnh chéo M2, M4 lại rộng ra. Để xác định chắc chắn hơn, tôi đối chiếu M1, M2 với đường kẻ gạch caro sàn nhà, xong tôi dùng một que gỗ nhỏ đánh dấu bề rộng vai mình. Tôi ngồi tại chỗ của mình giả vờ nghịch ngợm với que gỗ để so sánh, đối chiếu thật chính xác để cuối cùng nhận ra rằng muốn chui lọt qua khoảng trống M1, M2, M3, M4, tôi phải lách nghiêng vai và phải nén ép người lại mới hy vọng chui qua lọt sau khi đã bẻ toàn bộ những thanh sắt nằm trong diện tích của hình thang. Một người thanh niên nằm bên cạnh vừa bị bắt vào mấy hôm trước về tội chở sắt thép và máy móc lậu về Việt Nam bán. Anh tên Tại, dân đánh cá, lực lưỡng khỏe mạnh. Theo lời Tại, ở Campuchia kiếm việc làm rất dễ và nhiều tiền, hoặc làm bồi trong các tiệm ăn của người tàu, hoặc xin giúp việc tại vựa cá phía tây bắc Nam Vang 10 cây số. Tốt nhất là xin làm nghề đánh cá tại Kampong Chanang, cách Nam Vang 90 cây số về hướng Thái Lan. Tại không muốn trốn theo tôi bởi vì anh có một ông chú làm lớn ở Bắc Tam Bang đang can thiệp dùm, hơn nữa dự định của tôi quá táo bạo và nguy hiểm ngoài khả năng của Tại. Vốn liếng còn một gói thuốc Samit, Tại biếu tôi để làm lộ phí dọc đường. Dù Tại có muốn trốn theo tôi cũng không thể được, bởi vì khổ người lực lưỡng của Tại không thể chui lọt qua ô cửa sổ. Nếu tôi cũng vạm vỡ như Tại, chắc tôi không thoát được 7708 bằng con đường này. Thiên mệnh, Thượng Đế quả đã tính toán cẩn thận từng điều kiện sinh hoạt của mỗi con người trên trái đất. Xin đừng ngạc nhiên vì một kẻ đã từng khai trong lý lịch mình là vô tôn giáo. Mặc dù chữ ký của tôi từ mười mấy năm qua có nghĩa là lạy Thượng Đế thay vì Lý Tống như kiểu ký tên bình thường, giờ này lại cứ lặp đi lặp lại số phận, thiên mệnh, Thượng Đế. Bởi vì trải qua 7-8 năm đầy hiểm nguy, sự sống và chết như chỉ mảnh treo chuông, cái vị trí đầu sóng ngọn gió đã liên hệ đến những sự kiện huyền nhiệm như một đấng linh thiêng nào đó đã xếp đặt, dàn dựng. Giờ này cũng không thiếu gì nhân viên lập hồ sơ phải bối rối khi hạ bút viết chữ GAT trong phần tôn giáo của hồ sơ lý lịch của tôi. Thượng Đế, một tôn giáo riêng của tôi, với những thủ tục, nghi lễ hoàn toàn riêng biệt và đặc biệt. Ngoài yếu tố cửa sổ, còn một yếu tố quan trọng khác là đèn điện. Những âm mưu đen tối thường phù hợp với bóng tối. Tối ngày 6 tháng 10, 1981, tôi chuẩn bị phá hỏng đèn điện trong phòng. Một phòng hai buồng có một bóng điện tròn gắn ở khoảng giữa và một bức tường ngăn phòng ngủ và cầu tiêu. Tường cao 2 thước, đứng trên tường đủ tầm cao để gỡ bóng đèn và phải tắt đèn mới bắt đầu bẻ cửa sắt được. Thêm một điều may mắn là bóng đèn hành lang gần cửa sổ tối nay lại bị đứt bóng. Đã 12 giờ đêm, các tù nhân buồng ngoài đã yên ngủ. Tôi giả vờ đi tiểu. Buồng trong có 2 người bị sốt, không ngủ được. Họ rên rỉ, trăn trở suốt đêm. 2 người tù này thuộc loại thân tín của bọn gác, nên tôi cần phải cẩn thận. Một tên nằm quạt, một tên mở mắt thao láo, đờ đẫn. Thời gian cứ trôi đi, tôi cứ đi tiểu, đi rón rén, sợ họ trông thấy và nghi ngờ cái bệnh đi tiểu của mình. Gần 4 giờ sáng, 2 người bệnh mới chịu ngủ. Giờ này không đủ thì giờ để bẻ cửa sắt, nhưng còn đủ thì giờ để phá hỏng đèn. Chỉ cần gỡ bóng điện là phòng tối ngay. Nhưng để gỡ một bóng điện như tối hôm nay, tôi phải đợi gần 5 tiếng đồng hồ. Nếu bây giờ gỡ bóng điện để tối mai đi trốn, thì sáng mai chuyện gì sẽ xảy ra
khi bỗng nhiên mất bóng điện. Tôi bước lên tường thấp số 1, cao hơn nửa thước, làm chỗ ngồi để đi vệ sinh. Leo lên tường số 2, đi dọc theo tường đến chỗ bóng điện và dùng khăn tay, tôi nắm bóng điện gỡ ra, gian phòng tối sầm lại. Tôi lấy miếng ni lông nhỏ chuẩn bị sẵn chèn vào giữa đít bóng và đuôi đèn, gắn vào lại. Vừa ấn vào, đèn chớp sáng, tôi lại gỡ ra. Quái lạ, ni lông là vật cách điện, tại sao đèn vẫn cháy? Tôi đổi ý, cầm bóng đèn lắc mạnh liên tục, cho đến khi nghe tiếng lạt sạt của những sợi dây tung ten bị đứt, va chạm nhau trong bóng đèn. Chưa chắc bụng, tôi còn vặn cho phần đuôi bằng đồng và phần thủy tinh của bóng lỏng ra. Lỏng đến nỗi phần thủy tinh bóng đèn suýt rời ra, rơi xuống đất khi tôi cầm đuôi đèn. Miếng giấy ni lông vẫn chèn thêm vào giữa cho bảo đảm. Tôi ấn bóng vào, đèn lại chớp sáng. Cái chớp lóe vụt tắt nhờ tôi nhanh tay, nếu không đã bị lộ. Vì tôi vừa nghe tiếng hộp quẹt Zippo bật tách và một người nằm buồng ngoài vừa mồi thuốc hút, và người này hôm sau đã khẳng định chính y thấy bóng đèn xẹt cháy. Bực mình, tôi bỏ bóng đèn vào túi áo, dùng hai tay mò mẫm tìm dây điện để bứt đứt. Sợi dây nhỏ nhưng dai, tôi bẻ qua bẻ lại, dây nhùng nhằng một hồi lâu mới gãy. Tôi sửa lại sợi dây đứt ngay ngắn, để nếu có ai có chú ý cũng không thể nào nhận ra. Trước khi gắn vào, tôi còn nhét một cục mạng nhện dính màu hóng đen cho yên tâm. Cái tay dính màu hóng đen vô tình làm đen một khoảng bóng đèn, cũng là một trong những yếu tố để các người tù trong phòng hôm sau giải thích và suy luận. Bóng đèn bị nám đen chắc là bị cháy rồi. Chán thật, sớm nhất cũng phải 3 ngày mới được thay bóng. Một người tù cũ có nhiều kinh nghiệm càm ràm. Ngày 7 tháng 10, tôi và Sang được gọi lên thẩm vấn. Trong thời gian ở khác phòng, theo lời các người chuyển phòng, Sang cứ đổ tội là tôi đã rủ rê em đi. Vì tôi mà giờ này em phải bị tù. Tôi hơi bực mình nhưng tội nghiệp cho em. Khi gặp lại Sang, tôi hỏi, sinh hoạt trong phòng em thế nào? Có dễ trốn không? Sang cho biết người trong phòng mình được tin tưởng nên được cho đi làm ngoài lai rai, nếu muốn có thể hy vọng trốn được. Tôi khuyên Sang nếu có dịp tốt nên trốn đi, rồi kiếm phương tiện trở về Việt Nam với gia đình. Ở đây khoảng vài ba tháng lại có chuyến chuyển tù về Việt Nam. Tù dân sự bị đưa về Khám Chí Hòa, tù bộ đội chuyển về Bùi Gia Mập, tội vượt biên hiện giờ bị kết án nặng. Tôi nói, anh tiếc là chúng ta ở khác phòng nên không thể giúp gì cho em được. Từ nay em ráng tự lo cho mình. Vài hôm nữa có thể anh sẽ không còn ở đây. Sang bị kêu vào thẩm vấn trước. Tôi lại nghe tiếng khóc lóc cầu khẩn của Sang và tiếng quát. Mày đã dám đi vượt biên, lại không dám chịu nhận tội, còn khóc lóc van lại gì nữa? Trong khi ngồi đợi, tên gác vớt được một con cá phi lớn hơn bàn tay, lờ đờ sắp chết vì trời nắng gắt, và trao cho tôi. Tôi nhờ người nấu bếp nướng giùm. Chờ khi Sang ra, tôi trao cho Sang nguyên con cá nướng. Gần nửa tháng nay, chỉ ăn muối với một chút cá bằng đót điếu thuốc mỗi bữa cơm. Sang lính quính mừng rỡ, hai tay vồ lấy con cá như sợ tôi đổi ý. Mặt Sang cúi gầm xuống tránh những cặp mắt của những người tù ngồi cạnh đang thèm thuồng vì sợ họ xin và sợ phải bị chia phần. Em há to miệng, ngoạm lấy ngoạm để. Trái táo Adam ở cần cổ hối hả lên xuống cho kịp theo nhịp nhai, nuốt ngấu nghiến cuống quýt của em. Tôi nhịn thèm, ngồi nhìn Sang ăn, tự nhiên cần cổ mình cũng nhấp nhô bởi vì phải nuốt những dòng nước miếng cứ ứa ra vì thèm khát. Sau khi đã thanh toán hết phần thịt, Sang bắt đầu từ từ gặm mút phần đầu và xương cá. Giờ này chắc chắn chẳng còn sợ ai xin, mặc dù nếu Sang chìa ra cho, cũng sẽ có một đám bàn tay phóng ra tranh nhau dằn dịch xương và đầu cá. Sang nhai kỹ, nhai nát ngứu từng cái xương và tận hưởng hạnh phúc quá lớn và bất ngờ đó. Tôi vào phòng thẩm vấn, vẫn một lời khai như cũ. Chuyên viên thẩm vấn thuộc A50 được mệnh danh nhóm chuyên gia kỹ thuật hỏi tôi câu cuối. Nếu cách mạng khoan hồng thả anh về, anh sẽ làm gì? Tôi sẽ tiếp tục đi vượt biên. Câu trả lời ngắn gọn và yêu cầu trả lại gần 5 kg lương khô như lời chỉ dẫn của bạn tù. Chờ giải quyết. Cán bộ thẩm tra hẹn, nếu được nhận lại, tôi sẽ chia cho Sang một nửa, một ít cho bạn cùng phòng và một phần tôi sẽ đem theo làm lương thực. Trong hoàn cảnh thiếu thốn của nhà tù, lương khô là một món ăn quý báu, thịnh soạn và trở thành đề tài hấp dẫn nhất của mỗi ngày.
Trên đường về phòng, trong khi chờ đợi tên gác mở cửa phòng cho các người khác, tôi lân la đến ô cửa nhỏ vuông vức bằng hai bàn tay nhìn vào phòng kỷ luật. Kinh khủng! Phòng kỷ luật mù mịt như một phòng tắm hơi vì hơi người và hơi nóng. Các tù nhân đứng ngồi lổn ngổn, mồ hôi đầm đìa khắp người. Tiếng cửa sắt nặng nề mở ra, một loạt người đứng dậy cầm chiếu, áo quần, vội vã quạt hơi khói mù mịt ra ngoài. Luồng hơi bốc ra cuồn cuộn như từ một đám cháy. Tôi bước thối lui bởi sức chuyển động của không khí và bởi mùi hôi hám nồng nặc khó chịu với cảm tưởng tù nhân ở phòng kỷ luật quá một tháng. Phổi phèo, tim gan có thể bị hấp chín. Làm sao phá được phòng xà lim kiên cố này để trốn thoát? Vừa bước vào phòng, tôi đã nghe một tin sốt dẻo. Một người trong bọn bốn người, băng bộ đội Bắc Kỳ, xếp sòng phòng số 1, đi công tác vào rừng đốn củi đã trốn thoát. Công tác đốn củi nửa tháng mới có một lần, xe GMC chở 10 người tù và 5 bộ đội nhà giam đi theo kiểm soát. Tình hình trại giam trở nên căng thẳng. Có một điểm trùng hợp đặc biệt là mỗi lần đúng ngày tôi vượt ngục hoặc là trốn trại, bao giờ cũng có một biến cố quan trọng xảy ra. Tôi rời Nông Sa Mét ra đi cùng ngày Việt Cộng tấn công trại tị nạn Nông Chan. Rời nhà tù A30 cùng hôm hai người bạn tù vượt ngục trốn đi được 2 tháng bị bắt trở lại. Những biến cố khách quan đó cũng có tác dụng tương đối tiêu cực hoặc là tích cực về phương diện tinh thần. Các bạn vừa nghe xong phần 7, Thiên Hoàng xin hẹn gặp lại các bạn trong phần 8.